Quý vị đang theo dõi chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp tục chương trình là thông tin giá cả thị trường. Hôm nay phóng viên thời sự sẽ cập nhật đến quý vị thông tin về giá cà phê, giá heo hơi và giá cá kèo. Mời quý vị cùng theo dõi. Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh, sắp chạm ngưỡng 73.000 đồng. Lý do được đưa ra là việc gián đoạn vận tải qua Biển Đỏ khiến hàng hóa không sang được các nước châu Âu để tiêu thụ. Cụ thể, giá trung bình 72.600 đồng một ký tại các tỉnh Tây Nguyên, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk là 72.800 đồng một ký. Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi tiếp tục tăng 1.000 đến 3.000 đồng một ký trong phạm vi rộng và dao động trong khoảng 50.000 đến 53.000 đồng một ký. Theo đó, mức tăng cao nhất 3.000 đồng một ký được ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu và đưa giá heo hơi địa phương này lên mức 53.000 đồng một ký, cao nhất khu vực. Còn tại Hậu Giang, Tiền Giang, Trà Vinh ghi nhận ở mức 50.000 đồng một ký, tăng 1.000 đồng so với ngày trước, đồng thời cũng thấp nhất trong khu vực. Tết Nguyên Đán đang cận kề, đây cũng là thời điểm cá kèo vào vụ thu hoạch để phục vụ thị trường. Vụ nuôi năm nay, nông dân nuôi cá kèo đang rất phấn khởi vì cá được các thương lái thu mua với giá cao. Hiện giá cá kèo thương phẩm đã tăng từ mức 100.000 đồng lên 150.000 đồng một ký, loại 40 con một ký. Nhiều hộ nuôi sau khi trừ chi phí đã có lời từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.